Chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải vòng số 17 Willembeck của khối lớp 9. Đây là vòng thi cấp tỉnh của năm học vừa rồi. Các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tập như thường lệ ha. Vòng tỉnh thầy sẽ khó đó ha. Bài thi số 1. Rồi, để hàm số này nghịch biến thì nó phải là hàm số nghịch biến trên R, phải là hàm số bậc nhất ha. Vậy m bình trừ 4 phải bằng 0 để triệt tiêu vết mũ 2. Vậy là m bằng dương 2 của âm 2. Nếu m bằng dương 2 thì hàm số này là hàm số bậc nhất đồng biến mất. Vậy ta lấy m bằng âm 2. Rồi, bài này em vẽ hình nhanh rồi nháp đi. Đường tròn Camo, đường kính AB, bán kính OC vuông góc, rồi D là điểm trên nửa đường tròn, sao cho BD bằng OB. Tính số đo cùng CD. Rất đơn giản các em. Vẽ hình xong chưa? Tam giác OBD đều. Tam giác OBD đều thì góc BOD bằng 60 độ. Vì góc ở tâm AOD sẽ bằng 120 các em. AOD bằng 120, góc AOC bằng 90. Như vậy là số đo cùng CAD sẽ bằng 90 cộng 120 là ra 201 ha. Câu số 4. Điểm A nằm trên thẳng đó, điểm B nằm trên thẳng đó có cùng tung độ là 6. Thầy thu nhỏ cái đề lại đã. Rồi. Các em theo dõi, thầy vẽ đường thẳng y bằng x. Rồi thầy vẽ đường thẳng y bằng 2x. Rồi thầy vẽ đường thẳng y bằng 6. Đây các em. Đường thẳng y bằng x đây, đường thẳng y bằng 2x đây. Xin lỗi, đây đường thẳng y bằng x đây, đường thẳng y bằng 2x. Đây chính là điểm A này. Đây là chính là điểm B này. Đó. Như vậy là tam giác AOB có đáy là bằng 3 đơn vị. Chiều cao là 6, 3 x 6 18, chia đôi là 9 ha. 9. Hình như thầy bỏ quên câu 3. Câu 3 thì cũng dễ thôi các em. Câu 3 các em bình phương lên ha. Bình phương sẽ bằng x trừ 1 cộng cho 9 trừ x, cộng cho căn, cộng cho căn của x trừ 1 nhân cho 9 chữ x. Rồi như vậy là hình phương nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 8 cộng cho 2 lần. Ở đây 2 ở B, xin lỗi các em nhé. 2 nhân A nhân B ha. Vậy ở trong căn nó sẽ ra là trừ x bình phương cộng 10x trừ 9. Rồi các em dùng máy tính tìm giá trị lớn nhất của biểu thức dưới căn. Rồi, kem sẽ ra là 16. Như vậy cái căn này lớn nhất sẽ bằng 4 nhân 2 là bằng 8, 8 cộng 8 16. Vậy y bình lớn nhất là bằng 16. Như vậy giá trị lớn nhất của y sẽ bằng căn của 16 tức là 4. Bài này kem giải như bình thường thôi ha. Kem sẽ ra được x bằng 5. Thử lại ra. Một phần ba là ba, một một căn trừ cho hai căn là âm một, căn hai trừ một. Như vậy là căn x trừ ba bằng căn hai, x trừ ba bằng hai, x bằng năm, đúng không các em? Bài số sáu ta vẽ hình nha. Rồi, các em nhìn cái hình nè. Rồi,
thầy để cái đề bên này ha, bài 6 thầy để cái hình bên này, rồi thầy để cái bài giải bên này. Thì các em để ý nè, tam giác ha, tam giác ABH nó sẽ đồng dạng với lại tam giác, đồng dạng với lại tam giác ABH thì đồng dạng với tam giác là CH. Theo trường hợp góc góc các em tự chứng minh. Từ đây thầy suy ra là AB trên CA là bằng BH trên AH và bằng AH trên CH. Rồi dùng tính chất dãy số bằng nhau, thầy cộng các tử lại, AB cộng BH cộng AH tức là 30. Còn các mẫu cộng lại là chu vi tam giác ACH là sẽ là 40 ha. Như vậy tóm lại là nó bằng 3/4 rút gọn đó. Như vậy là tỷ lệ giữa đoạn ABCA BH AH AH CH đều là 3/4 hết. Giờ thầy lấy AH bằng 3 phần và AH thầy cho bằng 12x đi, và AH 3 phần thì CH sẽ 4 phần, vậy là CH sẽ bằng 16x. Để nó rút gọn ra 3/4 nè, đúng không? Rồi các em chú ý tiếp là AH bằng 12 x thì BH phải bằng 9x, để BH trên AH sẽ bằng 3/4 ha. Kỹ thuật đặt x đó mà. Rồi giờ các em dùng Pythagore, các em sẽ tính được AB là 15x, AC bằng 20x. Kiểm chứng lại thì AB phần AC cũng bằng 3/4 luôn. Rồi như vậy là chu vi tam giác lớn ABC sẽ là 15 cộng 20 cộng cho 25 là bằng 60x nha. Vấn đề là x bằng bao nhiêu? Thì muốn biết x bằng bao nhiêu các em tính chu vi tam giác nhỏ nè. 15 cộng 12 cộng 9 là bằng 36, 36x. Mà chu vi tam giác ABH là 30. Vậy ta lấy 30 chia 36, vậy x sẽ bằng 5/6. X bằng 5/6 các em nhé. X bằng 5/6 thì tam giác lớn này chu vi là 60x, thì các em lấy 60 nhân 5/6 sẽ ra là 50 ha. 50 rồi tiếp tục câu số 7. Câu 7 các em lấy nháp giải thử ha. Em cứ giải bình thường thôi. Giải bình thường để tìm x với y. Phương trình trên là 3x cộng 2y giữ nguyên bằng 5m trừ 6. Phương trình dưới là nhân khắp nơi cho 2. 2 x 2 là 4x, 2 x y là trừ 2y. 2 x m là 2m, 2 x 3 là 6. Rồi các em cộng 3x cộng 4x là 7x, 2y cộng 2y hết, 5m cộng 2m là 7m, trừ 6 cộng 6 hết. Vậy suy ra x bằng m nhé. X bằng m rồi thì y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 2x trừ m trừ 3 từ phương trình dưới, vậy là bằng 2 nhân m trừ m trừ 3, vậy là bằng m trừ 3 phải không? Vậy sau một chập lòng vòng á thì các em sẽ có là x bằng m ha. Còn y thì bằng m trừ 3. Từ đây kem suy ra là x cộng y nó sẽ bằng 2m trừ 3. Thì m cộng m trừ 3 bằng 2m trừ 3. Và theo đề thì người ta đòi nó nhỏ hơn 0. Thì từ đây kem suy ra là m sẽ nhỏ hơn 3/2, tức là 1.5 đó mà. Rồi có ai thắc mắc gì không? Thắc mắc thì comment lên kênh của thầy nha, hoặc là gửi mail của thầy, thầy giảng cho. Câu số 8 còn hết giờ ha. Câu số 8: trên mặt phẳng tọa độ OSI cho tam giác có các đỉnh như thế, phương trình đường thẳng chứa đường cao AH có hệ số góc là gì? Đường thẳng AH thì sẽ vuông góc với đường thẳng BC,
Để các em biết phương trình đường thẳng BC đã ha. Rồi, phương trình đường thẳng bây giờ thầy sẽ có phương trình đường thẳng BC này. Các em tự viết đi. Đi qua hai điểm B và C 3, 4, 6, 1. Các em tự lập hệ phương trình này giải ha. A bằng trừ 1, B bằng 7, Y bằng trừ X cộng 7 ha. Rồi phương trình đường thẳng AH á, là nó sẽ có dạng là Y bằng AX cộng B. Thì AH này chắc chắn là vuông góc với BC đường cao mà. Vậy hệ số A của đường thẳng AH nhân với hệ số A này phải bằng âm 1. Vậy suy ra là A bằng âm 1. Xin lỗi, A bằng 1. Nếu thích các em có thể tìm được B luôn ha. Dựa vào yếu tố nó đi qua điểm A này, thay tọa độ điểm A vô x vô y tìm được B thôi. Nhưng mà đây người ta không hỏi, khỏi ha. Câu 9. Câu 9 các em sẽ dùng định lý, sẽ dùng bất đẳng thức Cauchy. Đây, 36 trên căn của x trừ 2. Tất nhiên là căn này phải tự xác định nha. Cộng cho 4 lần căn của x trừ 2. Thì theo bất đẳng thức Cauchy nó sẽ lớn hơn. Nó sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn của cái này nhân cho này. Đó, là bằng nhiêu nhỉ? Rút gọn căn x trừ 2. 36 nhân 4. 36 nhân 4 lấy căn. Rồi nhân với 2 nữa. Là bằng 24 cái. Còn 4 trên căn, 4 trên căn y trừ 1. Cộng cho căn y trừ 1. Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của hai này nhân nhau. Thì sẽ bằng là 4. Vậy cộng hai cái này lại, cộng hai này là lớn bằng 28. Dấu bằng xảy ra thì chính là cái phương trình này, đó. Cộng với thì các em sẽ ra cái phương trình này. Như vậy là dấu bằng sẽ xảy ra khi điều kiện của bất đẳng thức Cauchy xảy ra ha. Dấu bằng khi hai này bằng nhau nè. Đó. Cái này bằng nhau. Và đồng thời hai cái này bằng nhau luôn. Thay cái này bằng dấu bằng. Thay này bằng dấu bằng ha. Rồi các em giải hai về phương con này thôi. Các em sẽ suy ra là nhân chéo lên x trừ 2 sẽ bằng 36 chia 4 là 9. Vậy là x trừ 2 sẽ bằng 9. X bằng 11. Còn dưới này suy ra y trừ 1 sẽ bằng 4. Vậy y sẽ bằng 5.
Vậy là x cộng y sẽ bằng 16 ha. Xong. Bây giờ ta coi câu số 10. Câu số 10 chia hết cho 121. 121 là 11 bình, 11 là số nguyên tố. Như vậy là x x bình phải chia hết cho 121, đồng thời y bình phải chia hết cho 121 thì cộng lại nó mới chia hết cho 121 đúng không? Như vậy là x phải chia hết cho 11 và y phải chia hết cho 11. Bây giờ trong khoảng từ 1 đến 500 có những số nào chia cho 11? 11, 22, 33, số tố mà, 44. Cho tới 500 chia cho 11 thì dư mấy? Dư 5. Như vậy là 495 là số cuối cùng trong khoảng đó chia cho 11. 495 chia 11 được 45. Vậy là có nhiêu số chỗ này? 495 trừ 11 chia khoảng cách cộng 1, 45 số. À, vậy x có thể là 1 trong 45 số này. Vậy x có 45. Coi lại nha. 495 trừ 11 rồi chia cho khoảng cách là 11 rồi cộng 1. Vậy là có 45 số. Vậy x có thể là 1 trong 45 số đó. Số nào cũng được. X có 45 cách lựa chọn. Y cũng vậy. Như vậy là ta có bao nhiêu cặp x, y nha? 45 x 45 là 2025. Bài toán áo quần mũ ở lớp 6 nha. X có 45 cách chọn. Y cũng vậy. Vì vậy số cặp x y sẽ là 45 x 45 là bằng 2025 ha. Như vậy vòng thi thứ nhất, bài thi thứ nhất ta đã làm xong. Đọc bài luôn đi. Điểm tối đa. Bài thi số 2. Chọn đáp án đúng. Hai đường thẳng cắt nhau tại C, D1, D2 cắt tại AB, tìm diện tích. Các em dùng giấy caro vẽ cho nhanh. Rồi, thầy vẽ đường thẳng thứ nhất. HX cộng 2Y bằng 2. Rồi, 2x trừ y, x trừ y bằng trừ 6. Chuyển vế đổi dấu mà. Rồi, chúng cắt nhau à. Đây, cắt nhau tại C, đây chính là điểm C nè. Em nhìn cho kỹ ha. Đây, điểm C nè. C ha. Rồi, hai điểm này là hai điểm A, B. Là được cái tam giác này. Tam giác này có đường cao là 2. Các em nhìn thấy rõ luôn nè. 2. Đáy là 5. 2 x 5 là 10. Chia đôi bằng 5. Như vậy diện tích sẽ bằng 5. Tiếp tục. Phương trình đường thẳng D2 song song với D1. Vậy là đường thẳng D2 phải có hệ số góc bằng trừ 2 luôn. Vậy nó có dạng là y bằng trừ 2x cộng b. B bao nhiêu thầy chưa biết ha. Nó cắt trung tổ. Cắt trục tung tại điểm của tung độ trừ 1 vậy bây trừ 1 luôn. Là trừ 2x trừ 1. Đấy rồi. Rồi gọi x1 x2 là nghiệm của phương trình này. Bài này ta dùng định lý VS kem. Mấy kem đã học định lý VS chưa ở giai đoạn này? Thì định lý VS là gì? Là tổng hai nghiệm bằng trừ b trên a và tích hai nghiệm bằng c trên a. Vậy đây tôi lập cái công thức tính tổng nghiệm đã ha. x1
cộng cho x2. Mất thời gian quá. X1 cộng x2 là bằng trừ b trên a, các em, là bằng 2k đó. Còn x1 nhân x2 là tích 2 nghiệm sẽ bằng c trên a. C trên a tức là bằng trừ k trừ 1 nhân k trừ 3, tức là bằng k trừ 1 nhân cho 3 trừ k để thay đổi dấu luôn. Đó, các em nhớ điều này ha. Và giờ các em đi biến đổi cái biểu thức này, biến đổi ngoài nháp đi, ta sẽ được một phương trình có chứa ẩn k ha. 1/4 nhân x1 cộng x2 tức là 2k, tất cả bình lên, rồi cộng cho x1 nhân x2 tức là cộng k trừ 1 nhân cho 3 trừ k, rồi trừ cho 2 nhân cho 2k, thì đây sẽ bằng k bình phương nè, cộng cho k nhân k là trừ k bình phương, k nhân trừ k là trừ k bình phương, cộng 3k cộng k trừ 3 trừ 4k, k bình trừ k bình hết, 4k trừ 4k hết luôn. Giờ là bằng trừ 3, kết quả bằng trừ 3. Các em thay x1 cộng x2 này bằng 2k ha, x1 nhân 2 bằng này rồi, thay này luôn là bằng trừ 3. Sau khi tính toán xong, k nó sẽ triệt tiêu. Cho đường tròn tâm ô nội tiếp hình thoi ABCD. Đường tròn tâm ô nội tiếp hình thoi, hình thoi mà có một góc 120. Như vậy nó sẽ là hai cái hình tam giác đều ráp lại đó các em. Em vẽ ra các em sẽ thấy liền à. Cạnh AB là bằng 4/3. Như vậy 5 4 cạnh còn lại đều bằng 4/3 hết. Hai cái tam giác đều ABC và ACD ha. Giờ đường tròn O nội tiếp trong hình thoi này vậy tiếp xúc với cả 4 cạnh kia. Như tâm của đường tròn nó sẽ là trung điểm của AC nha. Từ trung điểm AC em kẻ vuông góc tới cạnh AB đi. Vuông góc tới cạnh AB. Thì các em sẽ có hay gọi trung điểm AC thì nó tên là O ha các em. Nó tâm hình tròn mà. Từ O kẻ OH vuông góc với AB. Rồi các em xét cái tam giác AOH cho này. Tam giác AOH nó sẽ có góc OAH bằng 60 độ vì nửa của góc BADAB không? Còn OA thì bằng 2/3, tự tính nha. Như vậy là OH là bán kính đường tròn nội tiếp đó, sẽ bằng cạnh hiện sinh đối, tức là 2/3 nhân cho sin 60. Kết quả sẽ bằng 3 kìa. 3 này. Cho xy là các số thực thỏa mãn x bình cộng y bình. Tìm giá trị lớn nhất. Bài này thì hơi khó kìa. Bài này có nhiều cách làm lắm. Giờ thầy hướng dẫn một cái cách nó hơi lạ đọc một chút nha, cũng dùng lý thuyết luôn các em. Bây giờ các em coi như cái công thức x bình cộng y bình trừ xy bằng 4 này nè, các em coi như nó là một phương trình ẩn x đi, phương trình ẩn x à.
thì kèm có là x bình trừ x đi. Rồi cộng cho y bình trừ 4 mà không. Đấy. Thì dễ thấy là x sẽ là nghiệm của phương trình này. Y cũng là nghiệm của phương trình này. X, y vai trò như nhau mà. Thì các em có thể xem x, y là hai nghiệm của phương trình này. Như vậy là ta sẽ có là x cộng y theo lý nghĩa đó thì nó sẽ bằng trừ y thôi. Rồi x nhân y rồi trừ b trên a thì nó phải bằng y chứ, trừ y trên 1. Không, cộng x nhân y là bằng c trên a. C trên a là y bình trên trừ 4. Đó. Rồi giờ các em sẽ có là x bình cộng cho y bình, lúc đó sẽ bằng cái gì? Giờ x cộng y bằng y thì x bằng 0 mất rồi, đúng không? X bằng 0 thì y bình nó bằng 4 luôn. X bình cộng y bình sẽ bằng x cộng y tất cả bình trừ cho 2xy. Rồi x cộng y tất cả bình thì thầy thay vô là bằng y bình. X cộng y bằng y mà. Giờ là x cộng y tất cả bình là bằng y bình. Rồi trừ cho 2 nhân cho xy tức là nhân cho y bình. Trừ 4, ok. Hơi trừu tượng ha. Đó. Coi phương trình này như phương trình đẳng x thì dùng định lý VF x cộng y nó sẽ bằng y. X nhân y là bằng y bình trên 4, vậy x bình cộng y bình là bằng x cộng y tất cả bình trở đi, là ra này. Mở ra tới đây thì nó bằng cái gì? Bằng trừ y bình và cộng cho 8. Và tới đây thì em thấy nó nhỏ hơn bằng 8 nha. Vậy giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 8 nha. Rồi tiếp tục em vẽ hình nha. Giờ thầy không có thời gian thầy giảng nữa. Bài nào khó thì hồi thầy quăng lại thầy giảng ha. Cho tam giác ABC vuông A nè, có đường cao AH bằng 12, HC gấp 4 lần HB. Vậy HB là X, HC là 4X. Rồi vậy các em tính X nha. X nhân 4X là bằng 4X bình phương đó, là bằng 12. Vậy x bình sẽ bằng 12 chia 4 là bằng 3. Vậy x bằng x bình bằng 3 là x bằng căn 3 nếu cần. Rồi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC sẽ là bằng nửa BC ha. BC là đường kính rồi. Tam giác BC vuông cạnh A bằng cạnh AH bằng 12 rồi. HC gấp 4 lần HB là 4X nhân X là 4X bình phương bằng 12. Vậy là ta có X bình bằng 3. Vậy X bằng căn 3 đi. Như vậy là bán kính đường tròn lại là bằng 5X chia đôi, tức là 5 phần 2X.
Ủa kỳ vậy, tam giác áp xe vuông tại A đường cao h bằng 12. Đúng rồi, HC thì gấp 4 lần HB. Vậy nếu HB bằng x thì HC bằng 4x. Hãy dùng hệ thức lượng nha. X nhân 4x sẽ bằng 144 nhé. 144 chia 4 nha. 144 chia 4 là bằng 36. Vậy x bình bằng 36. X bằng 6. X sẽ bằng 6. X bằng 6 thì BC là 5 nhân 6 là bằng 30. 30 chia đôi là 15 ha. Bán kính đường tròn lại là 15. Tiếp tục. Để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn cái đó thì các em coi được rồi. X1 bình cộng X2 bình nó sẽ bằng X1 cộng X2 tất cả bình trừ đi 2 lần X1 X2. Rồi theo bệnh lý VS các em thế rồi, X1 cộng X2 là bằng 2M trừ 1. Vậy nó sẽ bằng 4M trừ 1 tất cả bình trừ 2 lần X1 X2 tức là 2 lần M cộng 1 trên M. Đó. Và nó bằng 16. Quy đồng kia. M bằng 16 M bình. Vậy ta giải phương trình đó. 4 M bình trừ 2 M cộng 1 trừ 2 M bình trừ 2 M bằng 16 M bình. Rồi 4m bình trừ 2m bình là 2m bình trừ 8m cộng 4 trừ 2m bằng 16m bình. Vậy cuối cùng là còn lại là 14m bình cộng cho 10m trừ 4 bằng 0. Rồi ta giải phương trình này coi. Giờ là 1m bằng 2 phần 7. Giờ 1m bằng âm 1. Ở đây không có đáp án âm 1, vậy bắt buộc nó phải bằng 2 phần 7 thôi. Tiếp tục. Cho một tam giác cân ABC các đường cao AD và BE cách nhau tại H. Một đường thẳng D đi qua A và vuông góc ra B. Cắt B tại F. Tứ giác AHC là hình gì? Là hình chéo vuông góc rồi kìa. Rồi. Mình vẽ lại cái hình cho chắc nha. Tam giác ABC cân tại B. ABC cân tại B và cân tại A. Các đường cao AD và đường cao BE cắt nhau tại H. Một đường thẳng đi qua A vuông góc với AB, cắt BE, cắt BE và F, tứ giác AHC, AHC. Rồi chứng minh dễ dàng nó là hình thoi kìa. Tiếp tục, giá trị nhỏ nhất của nó bằng 9 kìa. Cái này bận tức cơ bản ở lớp 8 mà. Không. 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C luôn luôn lớn hơn bằng 9 phần A cộng B phần C mà. Nhưng chéo lên nó chính là 9. Các em lên chuyên đề trên kênh thầy á ha. Khoảng cách giữa hai đường thẳng này
Các em có thể vẽ nhanh cái hình ở trên mặt phẳng tọa độ cũng được nè. Y bằng 0,75 x cộng 3 đó, với lại y bằng 0,75 x trừ 3 ha. Đó, hai hàng thẳng này kia xóa này. Đây, hàng thẳng này nè. Rồi giờ mình vẽ một đường vuông góc với hai đường này thôi. Vào đây đi, mình vẽ vuông góc xuống là mình tính được gì đâu. Rồi thì lấy lại điểm A này, rồi qua A thì vẽ điểm thẳng vuông góc từ đây tới đây ha. Vậy thôi. Rồi các em đo khoảng cách này là ra gì đâu mà bốn phẩy tám không tự tính ha, dùng Pythagore tính ra mà. Ở đây thầy không có thời gian tính, nó cũng dễ thôi. Như vậy ta đã qua được hai phòng thi, thời gian khá hẹp, bài toàn bài khó không à. À, hồi cuối clip thầy sẽ giải lại những cái bài mà hơi khó một chút ha. Bài thi số 3. Rồi. AB là hai điểm thuộc parabol. Để điểm A có hình độ là bằng -2. Để các em lấy cái hình độ A này thay vào đây thì nó ra tung độ là bằng 4. Còn điểm B, điểm B nằm bên phải trục tung, có tung độ 9. Nếu tung độ 9 thì hình độ có thể là dương 3 hoặc là âm 3, để khi bình phương lên thì bằng 9 hết á. Nhưng mà người ta cho B nằm bên phải trục tung, như vậy là hình độ của nó phải dương ha. Vậy điểm B chính xác là có tọa độ là 3,9. Giờ khoảng cách giữa A với B thì có công thức hết các em. Này lên cấp 3 là các em cũng phải học thôi. Bạn đã vô tới đội tuyển quân tỉnh rồi thì các em phải biết một số công thức. A có tọa độ là -2 nè, 4 nè. Còn B có tọa độ là bao nhiêu? 3,9 nè. Nó sẽ bằng gì? Mở ngoặc xA bình phương hình độ A xB trừ xA tất cả bình, 3 trừ cho -2 là 3 cộng 2 tất cả bình, YB trừ A 9 trừ 4 tất cả bình. Đó, AB nó sẽ bằng như thế. Nhớ nha, AB sẽ bằng căn của XB trừ XA tất cả bình cộng cho YB trừ A tất cả bình. Vậy nó sẽ bằng 5 bình cộng cho 5 bình sẽ bằng 50, là căn 50 các. Ok.
hình đi, cho đường tròn tam mô dây CD bằng 8. Vậy các em cắt đôi dây CD ra thì nó sẽ bằng 4 ha. Vẽ đường thẳng XY song song CD tiếp xúc với đường tròn tại A. Một đường thẳng song song với CD tiếp xúc với đường tròn tại A. A nằm trên cung nhỏ CD. Các em tự vẽ hình ra đi. Khoảng cách giữa đường thẳng XY, giờ thầy gọi giao điểm của OA với lại CD là M ha. Thì cái chúng ta cần tính là MA đó các em. Muốn tính MA các em tính MO, sau đó lấy OA trừ cho OM. Rồi muốn tính OM ha, các em xét tam giác DOM. Tam giác DOM là OD bằng 5, bán kính đường tròn. Còn MD thì bằng 4 vì bằng nửa dây CD. Vậy OM sẽ bằng 3. OM bằng 3 thì AM sẽ bằng 5 trừ 3 thì bằng 2. Tiếp tục cho đường thẳng này và parabol này cắt nhau tại M và N. Như vậy các em dùng phương trình độ giao điểm đi. Phương trình hoành độ giao điểm là gì? Là x bình cộng cho 2x trừ 3 sẽ bằng 0. Từ đây các em suy ra có hai giao điểm. Giao điểm thứ nhất có hoành độ là 1. Giao điểm thứ hai có hoành độ là -3. Rồi, hoành độ bằng 1 thì tung độ sẽ bằng -1. Hoành độ là -3 thì tung độ sẽ bằng -9. Rồi các em tính khoảng cách giữa hai điểm này. Khoảng cách là bằng gì? Bằng căn của x, xm trừ xn, tức là trừ 3 trừ 1 tất cả bình, rồi cộng cho trừ 9 trừ cho trừ 1, tức là thành trừ 9 cộng 1 đó, tất cả bình. Đã bằng căn bao nhiêu nhỉ? Các em tính 4 bình là 16, 8 bình 80. Căn 80 thì A sẽ bằng 80. Số nghiệm của phương trình này. Bài này là rất quen thuộc. Các em sẽ dùng phương thức Cauchy thôi. Cứ thấy dạng nghịch đảo với nhau. Dạng nghịch đảo của nhau là các em sẽ nhớ tới bức tích Cauchy cho thầy nha. Rồi, x trên căn của 4x trừ 1 cộng cho căn của 4x trừ 1 trên x này, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của cái tích hai anh bạn này. Độ thấp cộng thấp nhân thôi. Đó. Mà hai này nhân nhau chính là 2 các em. Đó. Cái này luôn luôn lớn hơn bằng 2. Dấu bằng xảy ra khi hai này bằng nhau. Mà đây đang muốn có dấu bằng này. Như vậy là hai cái này cộng lại bằng 2, tức là hai anh bạn này phải bằng nhau rồi ha. Như hai này bằng nhau rồi. Các em giải cái phương trình này.
thay thành dấu bằng. Rồi nhân chéo lên, các em sẽ có phương trình là x bình bằng 4x trừ 1. Hay nói cách khác là gì? X bình trừ 4x cộng 1 bằng 0. Phương trình này có delta dương, như vậy nó sẽ có hai nghiệm kìa. Thử lại coi. Một nghiệm là 2 cộng căn 3, một nghiệm là 2 trừ căn 3. Nhưng mà cẩn thận là hai cái nghiệm đó nó có làm cho căn xác định hay không kia nhé. Cộng căn 3 và x sẽ bằng 2 trừ căn 3. Đó. Bây giờ các em tính 4x trừ 1 coi nó dương hay âm nha. Cái này thì khỏi nói rồi ha. 4 x 2 cộng căn 3 trừ 1 chắc chắn dương rồi. Còn 4 nhân cho 2 trừ căn 3 thì sao? Cũng dương luôn nha, để có hai nghiệm, đúng hai nghiệm. Câu cuối cùng khó không đây? À, số nghiệm nguyên dương đây là phương trình điều phân đấy, phương trình điều phân này. Cái này đứa nào nằm trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi thì khỏi phải nói ha. Còn mấy bạn mà không nằm trong đội tuyển thì sẽ hơi khó khăn này. Mà thôi, thầy giảng được hiểu cái gì cái em hiểu cái đó ha. Hiểu cái đâu hay cái đó, không hiểu thôi. Giờ từ phương trình ta có gì? Từ phương trình ta có y là bằng 321 trừ 3 x và y là sẽ bằng y là bằng 321 trừ 3 x chỉ rồi ha. Còn nhiều thời gian không? Như 3, 2, 1 chia cho 3 phải không em? Ờ đúng rồi, 3 cộng 2 cộng 1. Đúng rồi. Tóm lại là 2y và phải chia hết cho 3. 2y là bằng 3, 2, 1 trừ cho 3 này. Chia hết cho 3 đó. Vậy là thầy đặt 2y bằng 3t đi. Vậy suy ra là y sẽ bằng 3t trên 2. Hay nói cách khác là bằng t cộng cho t trên 2. Trong đó t là thuộc z các em nhé, t là thuộc z. Rồi giờ thầy đặt tiếp, thầy đặt tiếp t phần 2 bằng k, hoặc là cái này phải thuộc z bởi vì y thuộc z mà. Vậy lúc đó thầy sẽ suy ra là y sẽ bằng y bằng t, t phần 2 bằng 2k, vậy t sẽ bằng 2k đó. T bằng 2k cộng cho t phần 2 là 1k nữa, 1k nữa bằng 3k. Nó tóm lại là y có dạng là 3k, trong đó k là một số thuộc z. À, còn x cho mình
3 x thì sẽ bằng 321 trừ cho 2 nhân y, mà y bằng 3k rồi. Rồi từ đây các em suy ra là x sẽ bằng 321 trừ 6k, tất cả chia cho 3. Rồi 321 chia cho 3 là bằng bao nhiêu? 107 trừ cho 6k chia 3 là 2k. Đó. Thế tóm lại là gì? Tóm lại là x bằng 3k. Còn y bằng gì? Đâu có, x bằng 107 trừ 2k chứ. Còn y là bằng 3k. Trong đó k là một số bất kỳ, số nguyên bất kỳ. Vậy nha. Rồi tiếp tục, người ta đòi x y là nguyên dương. X y là dương hết mà. Vậy suy ra là 3k phải dương ha. Thì là cái này dương nè. Đó, 3k dương luôn. Rồi từ đây các em tự giải ha. 3k dương thì k phải lớn hơn 0. Và đồng thời ra nữa, 107 trừ 2k lớn 0, vậy là 2k phải nhỏ hơn 107. Như vậy là k sẽ nhỏ hơn 107 chia đôi. 107 chia đôi là 53.5. Đó. Và từ như vậy k là những số nguyên nằm trong vùng từ 0 cho tới 53.5. Thì là k bằng 1 nè, 2 là 3 nè, cho tới 53. Vậy có 53, 53k thì sinh ra 53 cặp xy ha. Xong bài toán các em nhé. Như vậy là ta đã hoàn thành xong vòng thi cấp tỉnh với số điểm là tối đa luôn. Vậy các em thấy không có gì khó cả ha. Chỉ cần tham gia đội tuyển bồi dưỡng toán là các em sẽ giải mấy bài này rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi quốc gia nha.